11. Một uống đi. Thiếu gia, cái này thật là mỹ vị nha. Đồ chó, ngươi là ai hả? Dám cướp đồ ăn? Bọn ta là bình dưới trướng của Kiều Bách phu trưởng. Đồ của lão hồn không tốt. Thích nhất là An công tử đừng có chấp nhất. Hả? Có xong chưa hả? Thơm quá. Ơi, ơi không nhìn thấy bản chứ. Uống canh ngon thật đấy. Có thể cũng chia ta một bát canh hay không? Đội trưởng Kiều Mộc. Kiều Mộc hả? Không thể nào, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Tiêu Hiếp, hình như thật sự không phải đội trưởng. Hắn hung mãnh hơn đội trưởng một chút, còn bự hơn một chút. Kiều Mộc đã chết, ngươi là ai? Khí huyết của người này đã bị tổn hại. Có điều báo phẩm tại sao đồ tấn công vừa rồi lại mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa gương mặt này cũng rất giống Kiều Mộc chứ. Ta tên là Kiều Lâm. Kiều Mộc là đệ ruột của ta. Không tôn trọng đi. Di thể đệ ta, Kiều Lâm ta dù có liều mạng cũng sẽ kéo ngươi cùng lên đường. Bỏ phép nhiều như vậy, ngươi phục thuốc chúng ta lần sau lại tới. Đầu nhối, ý rằng chỉ cần Quách công tử vừa trở lại phủ thành chủ, bọn đặc công hỗ trợ của phủ thành chủ sẽ đến. Ta phải chấp lấy cơ hội và chết lần này. Ngày mai Kiều Lâm ta sẽ đưa thi thể để Kiều Mộc của ta nhập thổ, ẩn táng ở Thổ Sơn ngoại thành. Tiểu tử này hắn có hàm ý khác, ngày mai hắn sẽ xuất thành. Muốn ra tay ngày mai hãy đi đến tìm hắn phải không? Ơi giờ đúng lúc đói rồi. Không ngờ còn thật sự vừa kịp ăn đám của ta để đợi ta rồi. Cái này không thể uống đâu, đây là để ngươi. Đây là gan lợn và tim lợn. Không phải thứ ngươi nghĩ đâu nhỉ? Lời của tên công tử vụt kia của người cũng tin à? Hữu hồ tôi nghe nói để ta chết thảm, nội tạng nát bấy, nào có thể nấu canh chứ? Nhìn dáng vẻ chưa bị phơi bày này. Kiều Mộc, vong hồn của Kiều Mộc có xuất hiện rồi. Quách phủ, không phải đứa con cấm túc sao? Lỡ đi làm cái gì rồi? À Phúc, ngươi cũng đi theo. Thanh chối bớt giận. Công tử chỉ thăm hỏi do quý Kiều Mộc mà thôi. Nhưng bọn tôi lại gặp được có một người có bộ dạng trông giống Kiều Mộc, tự xưng là Kiều Lâm huynh trưởng của hắn. Nhưng người đó, theo ta quan sát, Kiều Lâm cao hơn Kiều Mộc một tấc, tướng mạo uy hệt nhưng có thể nhìn ra tuổi tác khác nhau. Thực lực Kiều Lâm thế nào? Đón chân, vừa mới đạt tới bá phẩm, khí huyết thiếu hụt, thậm chí còn tụt xuống không bằng cửa phẩm đỉnh phong. Không còn gì đáng lo ngại. Kiều Mộc mới chết, Kiều Lâm liền đến. Người này không đơn giản rồi. Hoàng đế sắp đến. Thời buổi rối ren, bản thân chỗ không còn sức lực để ý đến những cái chuyện nhỏ nhặt này nữa. À Phúc, ngươi đích thân đi. Hãy kỹ. Nếu nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, chúng sẽ mọc lại khi gió sương thổi qua. Vâng ạ. Xin nữ, cô nương. Kiều mổ hôm nay đã 23. Trong nhà có 13 phòng tiểu thiếp. Mỗi tán thủ có 18 loại, bệnh khi 36 thức sớm nắng chiều mưa. Xin cô tự trọng. Kiều Kiều. Kiều Lâm. Hơi đệ. Kiều Trịch. Đệ, tớ mới chết được có một ngày. Hiểu sức, quan phủ nhanh như vậy. Đây thật sự là tiền tử tuất mà quan phủ đưa cho. Đây là đương nhiên. Nhìn dáng vẻ này hơn nữa là tiền của bọn họ tự gom rồi. Tiền tử tuất thì không cần đâu. Tớ không thèm chút tiền hôi hám kia của quan phủ. Đây. Ngươi không cần. Tiền tử tuất, vậy bí tịch thì cần chứ.
Ngày trước, Bạch Phu trưởng Kiều Mộc từng nói với ta, hắn bảo vợ ta chu toàn trong trận chiến tiêu diệt thổ phỉ. Nếu ta có thể về nhãn thành, thì sẽ đem bí tịch này tận hắn làm ta lễ. Lại mà, một môn ngạnh công buộc phải tu luyện, kiềm chế sự kích động, thiết bố xâm. Đây là thỏa mãn hay không thỏa mãn vậy? Tàn tiếng, con ơi, ta thường nghe đợi đợi ta nhắc đến cô. Ngày mai ta và phía của thành chủ á, ở có một trận chiến, hy vọng cô có thể mau chóng rời khỏi nhãn thành, tránh bị liên lụy. Thiếu nữ, cô đang chơi với lửa à? Mộc Lâm ta, khổ luận ở thiếp đương công nhiều năm chính là độ tuổi như lòng, như hổ. Thân thể này á, của cô không chịu được đâu. Đừng có diễn nữa. Người đang cố ý nói nhảm quấy nhiễu phấn đốn của ta. Ta mặc dù mắt không nhìn thấy nhưng cũng đã nhìn thấu ngươi rồi. Mỗi trên người ngươi, âm thanh lúc nói chuyện, ngữ điệu kết thúc mỗi câu nói, tồn suốt bước chân đều là kiều một. Người mở mắt không nhìn thấy, muốn một mình tồn tại trong lộn thế này quả nhiên phải có chút bản lĩnh. Tiên tỷ tỷ thật sự không phải họ nên sao? Xem ra ta đoán đúng rồi. Cho nên, ngươi làm thế nào để qua mắt bọn họ hóa trang dịch dung sao? Gần như vậy đó. Thực tế là trong trận trấn áp thổ phỉ ta đã bị thương nặng và rơi vào phòng tuyến của địch. Chiến hậu đồng hành đã tưởng rằng ta đã chết. Sau đó, may mắn gặp được tiên trưởng Vương Tấu Hà là hắn đã cứu ta, còn giúp ta lừa bọn họ. Tiên đạo. Dị nhân, hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Ta nhớ, tỷ có hai ngày sẽ nói một lần. Thời niên thiếu từng có dị nhân nói tỷ trời sinh linh giác, là người phi thường, muốn nhận tỷ làm đồ đệ. Chỉ là kiều gia là võ đạo của đại tộc, không muốn qua lại với dị nhân. Bây giờ á, vậy mà cũng công nhận là tiên đạo rồi à. Hai mắt ta đờ mù, không có cách nào để đi theo con đường của võ đạo. Nhưng biết đâu, cơ thể đi theo tiên đạo. Quả nhiên, lại mới bắt đầu câu chuyện sau một đêm diệt tộc thiên nhân xì mử. Đệ bị võ thánh nhân rồi sao? Kiều Mộc, thu tay đi. Mấy người tòa thành này đều là người của Quách Nhăn. Bản thân hắn là võ giả của lục phẩm. Lại thêm quan binh quân doanh có mấy người, có mấy nghìn người. Ngươi vừa mới vào bát phẩm. Còn vì thiên ma giải thể mà tổn thương nguyên khí. Dịch địch lại không nổi. Vì vậy, ngươi thu tay đi. Để ta đến. Đại nghĩa hào hùng. Tặng đầu người cũng phải dành với ta. Kỳ thật hôm nay, ta mới ý thức được ta có lòng phục thù. Lại không có thực lực. Dùng bí tịch đổi lấy sự giúp đỡ của ngươi. Lại không chịu được việc nhìn thấy ngươi vì vậy mà chết. Cái loại ý nghĩ nửa vời này tuyệt đối không có cơ hội báo thù thành công đâu. Vì vậy chuyện phục thù này quả nhiên vẫn không nên mượn tay người khác. Ngày mai, ta sẽ rời khỏi nhận thành đi tìm tiên đạo. Ngươi cũng không cần phải lại đấu với Quách Nham nữa. Ngươi vì ta mạo hiểm, suýt mất mạng ta không thể báo đáp. Cuốn bao vân điệp lân kình này tận ngươi, nào có thể phát ra đông trong nội kình, khiến nội kình không ngừng xếp chồng, càng xếp càng cao, tiếp đó phát huy ra ý lực siêu việt cực hạn đó. Ba vân, lý nào đó là ba vân điệp lân kình. Đây là công pháp kiều gia mà tộc ta đời đời tương truyền. Thu tay đi, Kiều Mộc. Đây là bộ bí tịch cuối cùng của ta rồi. Tiên tỷ, không đến nỗi phản ứng lớn như vậy đi. À đúng rồi. Tiên tỷ có phải là đã quên chuyện từng đáp ứng ta không? Quyển Bách Khoa Toàn Thư lời thoại này tỷ còn chưa đọc xong cho ta đâu. Ngươi! Tỷ có đâu mà tỷ muốn theo đuổi, ta cũng có đạo của ta. Đạo này, đạo lớn, không đạt được mục đích, không thể từ bỏ. Được, ta trong miếu hôn ngồi thành đợi ngươi 7 ngày. 7 ngày sau nếu ngươi không đến. Không. Nếu ngươi đến, chúng ta sẽ cùng nhau khởi hành. Ta đưa tang ta, tấm tình rất vui vẻ. À không, để à. Ngươi xuống dưới á, để ta một mình trên thế gian này ta phải làm sao đây? Mắt của ta,
Đây là tro cốt trộm bọc vui. Đây thế nhưng là hộp tro cốt của đại địa người đấy. Đây gọi là huynh đệ đồng tâm cờ và chiến đấu. Lão tặc chịu chết đi. Xem ra cái thiếp lập không sợ cái địch mạnh. Anh dũng phản kháng này của ta hộ thống là thừa nhận rồi sao? Vậy thì lại thêm chút dầu khí. Chỉ là một cái bá phẩm. Lão phu cho dù quá mắt đã mù cũng có thể diệt trừ được ngươi. Đã tỏ huynh đệ. Họ huynh đệ tầm thường cũng dám đích tổ thành chúa nhãn thành. Việc có tận gốc không phải là quá dễ dàng sao? Ta nên quay vào báo cáo rồi. Lão tập, bắt nạt kiều gia ta không có người. Vậy mà còn có một huynh đệ song sinh chạy đến đây. May mà ta động thủ nhanh. Nếu không sẽ phải đồng thời đối đầu với hai người rồi. Thiên ma. Giải thể. Lo là thiên ma giải thể. Người nhà họ Kiều các người đều muốn chết như vậy sao? Ngươi cũng lắm chẳng qua chỉ là báu phẩm sơ kỳ, ta hao cũng có thể hao chết ngươi. Chỉ có như vậy. Xin chào. Lại gặp rồi, mùa xuân đến rồi, kiều mộc của tôi mới lại được có sinh ra rồi. Hình đời song sinh, dị nhân, con quỷ, vẫn là người tu tiên, sao lại có thêm một người nữa? Hắn ta đã trúng huyễn thuật lúc nào rồi? Thần trúng huyễn thuật. Thần chú của ta vẫn thanh tĩnh sao? Giả thần giả quỷ. Cho rằng cải trang thành cùng một người liền có thể làm loạn tâm trí của ta. Thiên ma giải thể. Vì sao? Người kiều gia các ngươi duỗi tay ra chính là thiên ma giải thể. Không sợ chết sao? Các ngươi đều không phải người sao? Hẹn gặp lại sau. Nhất định là giả thần giả quỷ, là giả, tất cả đều là giả dối. Thiên ma giải thể. Đừng có hòng làm lộ tâm trí ta. Chết cho ta. Chết cho ta. À Phúc, ngươi là cao thủ á. Bị ngươi giết mấy lần? Hai lần đánh giá đều là C. Hơn nữa phần thưởng phong phú. Đáng tiếc, lần trước đã rớt xuống cấp D rồi. Kiểm điểm quá rõ ràng rồi. Nếu ngươi đã không còn hữu dụng với ta nữa, lại cũng muốn đối với ta diệt cỏ tận gốc. Vậy ta liền không giữ ngươi lại nữa. Không cần biết các ngươi rốt cuộc là có phải một người hay không, ngươi lại là người hay quỷ. Ta đều sẽ khiến ngươi tuyệt đối không có khả năng sống lại đâu. Kể cho ngươi biết một câu chuyện mà. Lão tử làm mới rồi. Làm mới số lần hồi sinh trong 7 ngày. Số lần hồi sinh còn lại là trong 7 ngày 5 trên 5. Buông ta ra cái đồ điên nhà ngươi. Buông ta ra. Buông ta ra. Hỗn đản. Không có tay. Ta còn có chân. Sao có thể để ngươi chạy chứ? Ý thức. 1, 2, 3, 4. Cái gì cũng không nhiều như ta nghĩ. Trên trời rơi xuống thức ăn, đây là quà tặng từ trên trời. Nhiệm vụ hoàn thành. Đẳng cấp đánh giá tử vong, để trừ. Điểm kỹ năng phần thưởng tử vong lần này 2. Số điểm dư điểm kỹ năng 41 lần. Số điểm khấu trừ nâng cao kỹ năng 1. Điểm số lần hồi sinh trong 7 ngày 4 trên 5. Kỹ năng trường sinh quyền, luyện kình thiên thông thạo, quân dụng thương thuật thông thạo, thiện ma giải thể, đại pháp thuần thuộc, thiết dương công thuần thuộc. Phần thưởng khác, khí huyết tăng trưởng. Ê, sao lại là chỉ là D thôi? Kỹ năng tăng trưởng cũng gần như là không có. Ta trước mắt chỉ là báo phẩm trung giai, còn chưa xuất hiện vòng xoáy khí hải. Quả nhiên, phẩm giai càng cao càng khó đột phá. Chúc mừng cái chỗ đã kích hoạt phần thưởng bổ sung, phần thưởng thiết lập điểm hồi sinh. Thêm mặc định cái chỗ có thể chọn hồi sinh ở một cái nơi không có ai gần sau khi chết, hoặc là đặt trước việc hồi sinh cho lần chết tiếp theo. Vậy mà có thể thiết lập điểm hồi sinh. Có cái công năng này rồi, sau này có thể hồi sinh ở một số nơi kỹ thuật không ngờ tới. Thao tác cũng trở nên linh hoạt hơn rồi. Công năng tốt như vậy á, đương nhiên phải mau chóng thử rồi. Trực tiếp đi đến phủ thành chủ làm loạn đi.
Vào thành thay quần áo trước đã. Tiền đương nhiên tìm thành chủ trả.